Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 9, người dân phát hiện người đàn ông tử vong tại khu vực cống xả nước thuộc thôn Xuân Cầu, xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Qua điều tra, cơ quan công an đã bước đầu xác định danh tính của nạn nhân là anh Nguyễn Quang Hát, sinh năm 2000, trú tại xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn. Vào sáng ngày 3 tháng 9, người dân tiếp tục bàng hoàng phát hiện anh Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1988, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, tử vong dưới mương nước của thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện. Tiếp đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9, trên đường tỉnh 392 thuộc thôn Phù Lịch, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương, người dân phát hiện anh Hà Tuấn Hát, sinh năm 2004, trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tử vong bên vệ đường. Nhận được thông tin các vụ việc này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tử vong. Hiện 3 vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Hiện có nhiều đồn đoán về nguyên nhân tử vong của 3 nạn nhân trên. Tuy nhiên, để không mang tâm lý hoang mang lo lắng, bán tín bán nghi, cần chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Những thông tin mới nhất về vụ việc bất thường trên đây sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo.